Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thành Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, buổi chiều ngày hôm nay thì có một số những cái nội dung cực kỳ thú vị xung quanh câu chuyện của show Nguyễn Phương Hằng. Đặc biệt là đối với những cái đối tượng mà ghen ăn tức ở với bà Nguyễn Phương Hằng trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Tối ngày hôm qua thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng cô Nguyễn Phương Hằng đã xuất hiện quay trở lại với hình ảnh vô cùng rạng ngời, với những cái lời phát biểu tràn đầy cảm xúc, với những cái bài hát mà cô đã tự sáng tác, khiến cho hàng ngàn người có mặt tại trường đua Đại Nam đã phải rơi lệ. Thưa quý vị, trước khi cái chương trình mà kêu gọi từ thiện giúp đỡ cho đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3, bão Yagi đó, chúng ta thấy rằng có một số những cái đối tượng đã liên tục tấn công, công kích, xuyên tạc, bịa đặt chung quanh cái câu chuyện mà cô kêu gọi từ thiện. Trong đó có Đình Lan, cái bị cho rằng là bà Nguyễn Phương Hằng tấn công nghệ sĩ làm từ thiện để mà lấy cái miếng bánh từ thiện để về cho mình, kêu gọi từ thiện để mà gọi là bỏ túi riêng. Khi mà Đại Nam đang gọi là nợ 2-3 ngàn tỷ 2.888 tỷ gì đó của chú anh chị. Nhưng mà tối ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng cô Nguyễn Phương Hằng đó đã tự đóng góp 10 tỷ đồng. Cả con trai của cô cũng đã có sự đóng góp lên đến gọi là 35,5 triệu đồng với một cái cậu bé chỉ mới 12 tuổi thôi, cô chú anh chị. Trước sự kiểm kê của gọi là hàng ngàn khán giả, trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng, các lãnh đạo phía công ty cổ phần Đại Nam và về phía có cả cái công ty cô Hằng đã mời cô tại một cái ngân hàng để mà vào cuộc để mà kiểm đếm một cái sự minh bạch, có thể nói rằng là không thể nào minh bạch hơn khiến cho những cái kẻ ghen ăn tức ở cũng phải cầm mồm, trong đó có Đình Lan. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa đó, đó chính là bà Nguyễn Phương Hằng đã rao bán chiếc nhẫn kim cương của mình với giá là 1.000 tỷ. Ai mà có nhà ý mua đó thì bà Nguyễn Phương Hằng dùng 1.000 tỷ đó sẽ ngay lập tức gửi vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để mà làm từ thiện ngay. Nhưng mà với một cái thông tin này đó thì có lẽ rằng khiến cho những người ghen tức ở còn sốc hơn, đặc biệt là Đình Lan đó. Sáng ngày hôm nay thì nghe thông tin là Đình Lan đã lên cơ quan chức năng để làm việc rồi, không biết đã về hay chưa cả nhà, và cũng không biết rằng là sau khi làm việc về với cái nội dung gì, có lẽ rằng là bị khóa mõm hay sao rồi. Cho nên là sáng bây giờ đó, mãi đến giờ phút này thì Đình Lan vẫn im hơi lặng tiếng, không dám lên nói cái gì nữa, dù trước đó tuyên bố sẽ bóc từ thiện của bà Nguyễn Phương Hằng khi mà bà ấy kêu gọi vân vân các kiểu, nhưng bây giờ câm mồm luôn rồi. Có lẽ đằng sau khi về nhà thì nghe được những cái thông tin này thì Đình Lan đã phải nhập viện, nghe của chú anh chị. Bởi vì mới đây khi một cái thông tin trên một cái trang cực kỳ uy tín đã gọi là thống kê sơ bộ thôi, thống kê sơ bộ nguyên một cái bộ trang sức mà bà Nguyễn Phương Hằng đã đeo trong buổi tối ngày hôm qua. Cụ thể thì chiếc nhẫn kim cương mà bà Nguyễn Phương Hằng giao bán giá 1.000 tỷ đó thì trên thực chất nó có mức giá là bao nhiêu nha cô chú anh chị. Thì cụ thể trên cái trang này đã gọi là thống kê lại toàn bộ cái trang sức mà bà Nguyễn Phương Hằng đã đeo trong buổi tối ngày hôm qua. Lan vô đây xôi nè nghe xong mức giá có lẽ Đình Lan ngất xỉu luôn cả nhà. Cụ thể thì chiếc nhẫn kim cương 45 carat có giá là 43 triệu đô. 43 triệu đô với tổng số tiền quy ra tiền Việt Nam 1.058 tỷ 230 triệu đồng. Nó trên 1 tỷ, nó trên 1.000 tỷ nha cô chú anh chị, trên 1.000 tỷ, nhưng mà cô Hằng chỉ giao bán giá 1.000 tỷ thôi. Nếu như mà ai mua đó dùng hết 1.000 tỷ đó luôn để mà ủng hộ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm từ thiện, thì giá đó là 1.058 tỷ 230 triệu đồng. Chỉ tính sơ bộ thôi nha. Món trang sức tiếp theo đó chính là chiếc đồng hồ mà cô Hằng đeo trong buổi tối ngày hôm qua, 2 triệu đô, giá tầm 49 tỷ. Cái này là chỉ ước tính thôi, chưa chính xác nha cô chú anh chị. Đôi bông tai có cái giá là 1.500.000 đô, tầm khoảng 37 tỷ. Vòng cổ
nguyên bộ dòng cổ của cô Nguyễn Phương Hằng có giá là 25 triệu đô. Giá là quy ra tiền Việt Nam 615 tỷ đồng. Còn thêm hai món trang sức mà hiện tại chưa định giá được, đó chính là kim cương vàng 35 carat. Cùng với đó là chiếc vòng tay kim cương Le Mans 40 carat. Chưa có định giá được hai cái trang sức này. Nhưng mà tính sơ sơ thôi, mới có 4 món thôi thì chúng ta thấy rằng nó tầm gọi là đâu đó khoảng 2.000 tỷ rồi. Cô chú anh chị, đâu đó là 2.000 tỷ rồi. Mà thậm chí là đây chỉ mới là một bộ của bà Nguyễn Phương Hằng mà thôi. Thì theo được biết là báo chí trước đó từng đưa tin rằng bà Nguyễn Phương Hằng có cả rổ trang sức, cả rổ kim cương đó. Cô chú anh chị, cái rổ trang sức như này sơ sơ thôi để nó tầm gọi là 2.000 tỷ rồi. Dư sức để mà Đinh Lan trả cái món nợ 2.000 mấy trăm tỷ cho Đinh Lan. Thưa quý vị, chưa tính tới những cái vấn đề tài sản hay cổ đông, cổ phần của công ty, hay là bãi chủ công ty này, chủ công ty kia. Thì chúng ta thấy rằng là như Thanh Quyền đã chia sẻ, nếu như Đinh Lan nói rằng là nợ nần ngân hàng đâu đó 2-3 ngàn tỷ, thì Thanh Quyền nói với cô chú anh chị đó, người ta lòng ăn mà cả nhà. Nếu như mà có khả năng nợ đến mấy ngàn tỷ thì người ta có khi á có cái khối tài sản lên gấp 10 lần đó. Thưa quý vị, gấp mấy chục lần cái tiền nợ nó nữa, ngân hàng mới dám cho nợ. Chứ ở đâu mà ngân hàng nào mà dám cho mượn gọi là mấy chục ngàn tỷ trong khi một người đang nợ nần hay là không có khả năng chi trả, cô chú anh chị, làm sao có câu chuyện đó. Nghe cái tin này với những cái bộ trang sức mà Nguyễn Phương Hằng đeo, Đinh Lan chỉ cầm một món thôi, nhà của Đinh Lan ba đời ăn chưa hết. Thưa quý vị, cầm đỡ gọi là cái viên kim cương rồi, nhà của Đinh Lan ba đời ăn chưa hết. Thưa quý vị, nghe cái tin này Đinh Lan phải vào viện, nhập viện ngay lập tức thôi. Bởi vì á, nó ghen từng gọi là cái móng tay của bà Nguyễn Phương Hằng mà, có chú anh chị. Rồi cho đến cái câu chuyện mà từ thiện trong buổi tối ngày hôm qua, mới ngày đầu tiên, thì chúng ta thấy rằng là cái con số nó cũng khá là cao rồi, khi mà cô đã bỏ ra 10 tỷ rồi, tổng có số tiền kêu gọi là 797, hơn 797 triệu đồng, kèm theo bé Quỳnh Hằng Hữu 35,5 triệu đồng nữa. Thì vẫn còn thêm 3 ngày nữa chúng ta sẽ được gặp gỡ giao lưu cùng với cô Nguyễn Phương Hằng tại trường đua Đại Nam, cũng là 18 giờ vào buổi tối chủ nhật hàng tuần. Còn 3 ngày nữa nha cô chú anh chị. Nhưng mà tiếc con cái Lan không có dám đi, chứ Lan mà lên đó, Lan đi lên đó, Lan gặp gỡ, Lan giao lưu hay vào Đại Nam, Lan thấy cái khung cảnh náo nhiệt, trời ơi, ai cũng gọi tên bà Nguyễn Phương Hằng, ai cũng nhắc đến bà Nguyễn Phương Hằng, chắc Lan gọi là lại suy sụp trong đó, ngất xỉu trong đó mất. Nhưng mà không sao, trong đó người ta có trang bị đầy đủ, có xu cắt ké là xe cấp cứu đó. Có đầy đủ các phương tiện để mà chở Lan đi nhập viện gấp. Chứ không cần phải gọi là gì đó là nguy hiểm đâu. Cứ đưa mẹ, đưa con cái của mình vào đó tham quan Đại Nam một lần cho mở rộng tầm mắt. Đừng giống như là con ếch ngồi đáy giếng để mà suốt ngày gọi là sôi mối ghen ăn thức ở đối với bà Nguyễn Phương Hằng, công kích xuyên tạc bịa đặt. Thì buổi tối ngày hôm qua, như chúng ta đã thấy và đã nghe rằng cô Nguyễn Phương Hằng tuyên bố rằng mình sẽ không có một cái buổi live stream nào tổ chức ra, hoặc là không có mong muốn gọi là tham gia vào bất cứ drama nào nữa. Thì như Thanh Quyền đã chia sẻ, cô bây giờ đã khác xưa rồi, cô làm nhiều hơn nói, cô cũng chẳng ý để ý gì đến những cái đối tượng, những cái kẻ này đâu cô chú anh chị. Có đội ngũ riêng, luật sư và nhân viên riêng, họ sẽ thu thập chứng cứ, và mỗi khi mà ai gọi là vu khống xuyên tạc thì gửi đến cho cơ quan chức năng thôi. Nghe cái tin này cho nên Lan cũng gọi là rất là sợ, Lan không dám nữa đâu cả nhà. Ngày hôm nay không biết lên làm việc với cơ quan chức năng thì sao rồi, có lẽ rằng cũng đã bị khóa mỏm hay sao đó, cho nên về cũng chưa có cái thông tin nào đưa ra cả. Không biết rằng những cái lá đơn cầu cứu của Lan thì nó tới đâu rồi, giống như là mấy chục đơn tố cáo của Đình Lan đối với các kênh YouTube, đối với bà Nguyễn Phương Hằng, ông Quỳnh Lê Dũng, nó sẽ đi về đâu rồi ha cô chú anh chị. Có khi nó nằm sọt khác rồi, cũng không chừng. Thì như cô Hằng đã chia sẻ, cô mong muốn được dừng drama lại, dừng lại drama của Nguyễn Phương Hằng, bởi vì cuộc chiến đã quá dài, và bản thân cô cũng đã phải chịu rất là nhiều những cái cực khổ trong suốt khoảng thời gian dài. Mỗi lần mà cô nhắc đến và cô cất lên tiếng hát thì
mình thấy rằng rất là nhiều người đã phải rơi lệ với những dòng tâm sự của cô. Và tất nhiên là ai ai cũng ủng hộ cái việc mà cô dừng lại, cái việc mà cô lo nhiều hơn cho bản thân, cái việc mà cô sống nhiều hơn cho gia đình, cho chồng, cho con, cho mẹ của mình. Thưa quý vị, cô đã quá tuyệt vời, có thể nói là rất rất tuyệt vời trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Như cái câu nói mà tôi có thể thua nhưng mà dân dân đã thắng, thì chúng ta thấy cái điều đó là hoàn toàn chính xác, thưa quý vị. Thì mình cũng gọi là không muốn nhắc đối với một số những cái đối tượng mà trước đó đã có những cái lời lẽ công kích cô, chửi bới cô và có lời qua tiếng lại với cô, bởi vì bản thân cô cũng đã muốn dừng lại cái câu chuyện này rồi, thưa quý vị. Thì mình chỉ gọi nói đến và phân tích và phản biện đối với những kẻ mà vẫn còn đang tiếp tục tấn công cô Nguyễn Phương Hằng nữa mà thôi. Ví dụ như là Đinh Lan, mình nói xong clip này á, nếu như mà Lan đó biết gọi là dừng lại khi bà Nguyễn Phương Hằng bà cũng đã tuyên bố dừng ra ma rồi, mà Đinh Lan biết dừng lại đúng lúc thì mình cũng sẽ không bao giờ nhắc đến Đinh Lan nữa cô chú anh chị. Nhưng nếu như mà Lan vẫn tiếp tục cố chấp đó, tiếp tục gọi là vu khống bịa đặt, thì tất nhiên rồi mình cũng phải có cái tiếng nói gì đó để phản biện những cái lời xuyên tạc bịa đặt của Lan đối với cô Hằng và kể cả rất nhiều những người khác, đối với các anh em YouTube và kể cả đó là cơ quan chức năng, thưa quý vị. Thì để xem rằng đó động thái của Lan sẽ như thế nào sau khi đã nhìn thấy được cái cách gọi là tổ chức của bà Nguyễn Phương Hằng tại khu lịch Đài Nam trong cái vấn đề công tác kêu gọi từ thiện, có sự chứng kiến của cơ quan chức năng chứng kiến của tất cả đông đảo khán giả, mọi người, các lãnh đạo ở đó sao kê một cách hoàn toàn minh bạch, rõ ràng, rành mạch, thưa quý vị. Thì đó là cái nội dung mà ngày hôm nay Thanh Huyền muốn chia sẻ gửi đến cho tất cả quý vị liên quan đến cái câu chuyện của CEO Nguyễn Phương Hằng trong buổi tối ngày hôm qua, cũng như là cái sự ghen ăn tức ở của Lan, để xem rằng tình hình của Lan trong bệnh viện như thế nào rồi cả nhà. Lan về thì cũng chúc cho chị Lan gọi là nhiều sức khỏe đi, bỏ cái thói ghen ăn tức ở, cũng như là dắt gia đình của mình nó đi tham quan Đại Nam một lần cho mở mang tầm mắt ra chị Lan ha, đừng ru hú trong nhà nhân ếch ngồi đá giếng nữa. Cô Hằng bây giờ không có thèm nhắc đến Lan đâu, giờ là Lan này chỉ cho nhân viên và luật sư lo rồi, cô Hằng không có quan tâm mong bất cứ những cái đối tượng nào trong cái đầu drama hay là những cái kẻ gọi là vô danh kiểu tốt muốn đu bám réo rội tên cô để được nhiều người biết đến nữa đâu, thưa quý vị. Đó là cái nội dung mà buổi chiều ngày hôm nay Thanh Quyền muốn gửi đến cho tất cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị trong những thông tin nội dung mới tiếp theo. Xin chào.